Tại lớp học Phun Samani thì các bạn sẽ được hướng dẫn là mình sẽ phải làm bàn phi như thế nào và máy móc kim ngồi ra sao. Thì hôm nay mình xin chia sẻ là nếu một số trường hợp mà tê bị màu vàng hay màu nâu thì nó đang là có hiện tượng gì. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ phải biết này, khi mà mình mở một cái tê tiếp tê kem ra thì mình sẽ có một cái màu trắng đục ngà, chứ không có bao giờ mà nó có màu vàng hoặc là có màu nâu. Khi nó có biểu hiện màu vàng với màu nâu tức là nó bị oxy hóa rồi, thì lúc đó các bạn sẽ không sử dụng cái tiếp tê đó nữa nha, vì nó sẽ dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của khách hàng, ví dụ như dị ứng hoặc là nó sẽ không ăn tê. Nhưng nếu trường hợp mà những bạn mới mở ra một lần hai lần mà lượng khách mình ít quá thì các bạn có bằng cách này, các bạn sẽ dùng một cái màng bọc tê trong này, các bạn bọc bên trên rồi sau đó các bạn sẽ đậy nắp lại, thì nó sẽ giảm bớt cái tình trạng oxy hóa cho cái lượng tiếp tê đó nha. Và một lưu ý nữa là khi mà các bạn mua thì các bạn phải xem cái hàm lượng lycopene bên trong tiếp tê cũng như là tiếp tê đó có phải là thành phần chính, có phải là chính hãng hay không nha.